Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái loại cám chuyên dụng để dùng tăng size, kích size cho cá vàng, đặc biệt là cá vàng Thanh Chu. Thì đây là một cái sản phẩm là khá là phổ biến, khá là quen thuộc của nhà Hikari. Thì sản phẩm này thì trên các sàn thương mại điện tử của shop AZ Thanh Chu đã có trên 1.400 lượt bán và được đánh giá là 4.9 sao. Còn ở TikTok Shop là tại vì shop mình vừa mới mở trong chưa đầy một tháng luôn, nên là số lượng bán cái sản phẩm này gần như là chưa có. Nhưng mà trên những cái sàn khác á, thì lượt bán đang rất là tốt. Vì sao mình nói đây là cái sản phẩm là rất là tốt, phù hợp với kích size cho cá vàng? Tại vì độ đạm của sản phẩm này nó đặc biệt cao, nó lên tới là 53%. Trong khi đa số những cái loại cám phổ biến ở trên thị trường á, thì độ đạm nó khoảng tầm là 40 mấy% mà thôi. Còn độ đạm này thì nó tới 53%. Thì độ đạm nó sẽ giúp phát triển cơ cũng như là tăng size cho cá vàng. Thì cũng giống như các bạn tập gym đi, các bạn phải uống whey để phát triển cơ. Thì đây là một cái sản phẩm giúp cung cấp đạm cho cá vàng. Ngoài cái độ đạm ra thì đây là một cái sản phẩm được thiết kế riêng dành cho cá vàng, cho nên là nó bổ sung rất là nhiều dưỡng chất phù hợp cho cá vàng. Và đặc biệt là cái hạt của nó là tương đối nhỏ cho các bạn, hạt của nó chỉ khoảng 1 mm thôi, cho nên là cá chỉ cần là size từ một ngón trở lên là có thể ăn được. Và mình cũng đã từng làm clip để thử nghiệm cái loại cám này trên cái bầy cá vàng nhà mình rồi, và ca cho kết quả cũng cực kỳ tốt luôn. Thì từ cá size một ngón thì đâu đó khoảng sau 2 tuần thì cá nó lên size khoảng từ 1.5 tới 2 ngón luôn. Đó, chỉ trong vòng 2 tuần thôi. Nếu bạn có một bầy cá nó gen tốt rồi, môi trường nuôi của bạn tốt rồi, thì bạn cần một yếu tố quan trọng nữa, đó là chính là thức ăn nó tốt. Thì đối với cái sản phẩm này thì nhà sản xuất họ chỉ có một cái quy chuẩn đóng gói thôi, tức là gói 900g với giá là 420.000. Tuy nhiên thì cái gói này nó khá là to và nó sẽ không phù hợp với những bạn nào nuôi ít cá hoặc là những bạn muốn trải nghiệm. Thì bên shop cũng có chiếc nhỏ ra, gói 160g. Thì gói này là chiếc từ cái gói lớn này nha. Và cái gói chiếc 160g này chỉ có giá là 90.000 mà thôi, thì dành cho các bạn mà nuôi cá với số lượng ít, hoặc là muốn trải nghiệm thử xem chất lượng của sản phẩm này như thế nào trước khi mà chúng ta quyết định đầu tư mua một cái gói cám lớn. Thì giá bán chính thức á, thì nó là 90.000 cho gói 160g và 420.000 cho gói 900g. Tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể mua được giá tốt hơn bằng cách là săn sale trên những cái sàn thương mại điện tử. Ok, thì để mua cái sản phẩm này thì các bạn bấm vào cái link bên dưới nha, link bên dưới video để mua sản phẩm. Ok, chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.